cho các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin streamer Quang Cuốn. Quang Cuốn sinh vào ngày 4 tháng 4 năm 1999 tại tỉnh Hưng Yên, nước Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Anh sinh thuộc cung Bạch Dương. Quang Cuốn có tên thật là Bùi Bá Quang, hiện anh đang là một streamer của Book Studio rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Trên kênh YouTube của anh đã thu hút hơn 1 triệu lượt người đăng ký và fanpage hơn 800.000 lượt theo dõi, một con số vô cùng khủng. Để có được thành công như ngày hôm nay thì Quang Cuốn đã phải nỗ lực rất nhiều từ khi chỉ là một nhân viên kỹ thuật với mức lương 2,5 đến 3 triệu đồng một tháng cho Uyên Pù hay Linh Ngọc Đàm. Nhưng dần dần thì anh đã bén duyên với nghề và có được thu nhập khủng lên 8 con số trong ngày hôm nay. Trong ngày sinh nhật của Quang Cuốn vừa qua thì anh đã tổ chức một bữa tiệc vô cùng hoành tráng, vừa để kỷ niệm sinh nhật, vừa là tiệc mừng khi đạt mốc 1 triệu sub ở trên kênh YouTube. Trước đó, anh đã cũng khiến cho người hâm mộ bất ngờ khi khoe hình ảnh mới tậu một chiếc xe hơi sang trọng với giá cực kỳ đắt đỏ vào hồi tháng 3 vừa qua, đó là chiếc Mazda C5 có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đối với Quang Cuốn, việc mua được xe ô tô này như là một cột mốc lớn ở trong đời, đó chính là thành quả chứng minh cho nỗ lực không ngại khó, ngại khổ của anh trong thời gian vừa qua. Thậm chí, có thời gian anh còn bị bố mẹ đuổi ra nhà vì muốn theo nghiệp streamer và còn bị cả cộng đồng mạng dè bỉu, chê bai, thậm chí nói những lời xúc phạm ngay khi anh mới chập chững bước vào nghề. Nhưng có lẽ đó chính là động lực để anh phấn đấu vươn lên và ngày càng trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, không quan tâm miệng đời và chăm chỉ làm việc để theo đuổi những mục tiêu đã đặt ra trong cuộc sống. Anh vẫn còn rất nhiều những mục tiêu đang chờ đợi ở phía trước và anh sẽ tiếp tục cố gắng hết khả năng của mình để có được kết quả ưng ý. Hiện nay, ngoài làm một game thủ nổi tiếng thì Quang Cuốn còn lấn sân sang cả lĩnh vực diễn xuất khi tham gia vào những bộ phim ngắn dành cho giới trẻ. Nếu có cơ hội thì Quang Cuốn đã không ngại tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế bởi theo anh, đó là một cơ hội tốt để thể hiện cá tính, bản sắc của bản thân tốt hơn những lúc được tương tác ở trên livestream. Chia sẻ về tương lai, Quang Cuốn cho biết anh sẽ tiếp tục với công việc của một streamer cho đến khi không thể nào tiếp tục được nữa thì mới thôi. Trong một buổi chia sẻ mới đây, hot streamer Quang Cuốn đã có hành trình từ con số 0 tròn trĩnh đến khối tài sản đáng mơ ước của chàng trai 9X. Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng hiện tại Quang Cuốn đã có trong tay khối tài sản khiến nhiều người mơ ước một mức thu nhập khủng từ nghề streamer sẽ hơi tiền tỷ và hàng triệu người mến mộ theo dõi. Chắc chắn với những người yêu game và thường xuyên theo dõi những video livestream về nghề game trên mạng xã hội thì họ sẽ cảm thấy quen thuộc khi nhắc đến cái tên Quang Cuốn, một nghệ danh độc đáo và có phần thú vị khiến nhiều người phải tò mò về anh chàng đặc biệt này. Tuy nhiên, mọi thứ không dừng lại ở cái tên, Quang Cuốn đã làm được nhiều điều hơn thế để khiến cho công chúng phải trầm trồ khi nhắc đến anh. Một sự nghiệp ổn định ở độ tuổi còn rất trẻ, một công việc đúng với đam mê và một cuộc sống đúng theo ý muốn, còn gì tuyệt vời hơn khi người trẻ được sống, được làm việc với tất cả những gì mà mình theo đuổi như Quang. Quang Cuốn có quê tại Hưng Yên, hiện anh là streamer có tiếng của cộng đồng mạng và ít ai biết rằng trước khi đến với nghề streamer thì Quang Cuốn chỉ là một nhân viên kỹ thuật. Chào Quang Cuốn, bạn hãy chia sẻ một chút về công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Quang Cuốn, hiện tại mình đang là một streamer của Book Studio. Là một streamer có tiếng với cộng đồng mạng, có nghĩa bạn cũng là một người được nhiều bạn trẻ biết đến. Vậy cuộc sống có đảo lộn hay thay đổi gì không? Chắc chắn là có rồi, được mọi người biết đến, mình vừa có áp lực, vừa là niềm vui. Áp lực vì trước khi nói hay làm bất cứ điều gì thì mình cần phải cân nhắc rất kỹ, cũng như cuộc sống của mình cần có sự chia sẻ đến cộng đồng nhiều hơn. Tuy nhiên, việc trở nên gần gũi với khán giả cũng là một niềm vui bởi không phải ai cũng may mắn cũng nhận ra giữa đám đông. Được mọi người quan tâm hàng ngày và luôn luôn có những người lắng nghe mình. Cơ duyên nào đã khiến cho bạn quyết định theo đuổi nghề streamer? Mình biết đến nghề streamer cũng khá lâu rồi. Trước đây, mình chỉ là người phụ trách kỹ thuật cho Linh Ngọc Đàm hay Uyên Pù. Sau khi đóng series Anh Trai Em Gái cùng với Linh Ngọc Đàm thì khán giả đã bắt đầu quan tâm đến mình. Đúng lúc đó thì cả hai đều chia tay với Studio, tiền thân của Book Studio và khiến mạng livestream không còn ai thực hiện nữa. Trong khi mình thì rất thích livestream, thế là chuyển hướng luôn. Bạn từng chia sẻ bị bố mẹ đuổi ra nhà vì muốn theo nghề streamer, hiện tại mối quan hệ giữa bạn và bố mẹ thế nào? Khi mình bắt đầu theo đuổi con đường trở thành một streamer thì định nghĩa về nghề này thật sự lúc đấy chưa phổ biến.
Thật ra bố mẹ của mình đuổi mình ra khỏi nhà cũng vì tức giận và lo lắng cho tương lai của mình. Thời điểm đấy mình lại chưa biết cách thuyết phục bố mẹ nên mới xảy ra việc như vậy. Đến thời điểm hiện tại, thay vì dùng lời nói thì những thành công mà mình đạt được dưới vai trò là một streamer đã khẳng định được những gì mình theo đuổi là đúng đắn. Vì vậy, mối quan hệ giữa mình và bố mẹ cũng trở nên tốt hơn. Làm streamer suốt ngày phải ngồi trước máy tính, thậm chí dùng cả chục tiếng để live stream. Vậy bạn có cảm thấy mệt mỏi, chán nản và nghĩ đến việc bỏ cuộc không? Mình đã từng cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhất là trong khoảng 6 tháng khi mới bắt đầu. Nhưng mình chưa dám nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, không còn nhà để về, không còn bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người thân. Mình chỉ có thể là bước tiếp. Và thật may mắn, mình không bỏ dở giữa chừng. Đến nay, khi nhìn lại thì mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Quang có thể tiết lộ thu nhập của bạn theo nghề streamer được không? Trong 6 tháng, mình làm hoàn toàn không có đồng lương nào cả. Mình chỉ nhận được một khoản đủ ăn sinh sống từ studio. Lúc bắt đầu, thật sự khó khăn với mình. Đến thời điểm hiện tại, thu nhập của mình tầm 8 con số mỗi tháng. Hiện đang có trào lưu các YouTuber, streamer nước ngoài dọn rác để tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Bạn nghĩ sao về việc này và bản thân có ý định thực hiện một việc nào như thế không? Lần đầu tiên, mình xem clip về phong trào dọn rác này, mình thật sự xúc động. Vấn đề rác thải nhựa đã được cảnh báo mạnh mẽ trong cộng đồng và những người thử thách bản thân bằng những hành động có ích như thế thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên, khi phong trào về Việt Nam, thật đáng tiếc phản ứng của cộng đồng mạng lại tràn đầy nghi ngờ tiêu cực khi nghĩ các YouTuber hay streamer đu chen nên mới làm. Thậm chí, họ còn nghĩ là mua rác, bôi da rồi dọn để quay clip. Mình nghĩ cần có nhiều người làm hơn nữa, dù đó có là đu chen, cũng là một thông điệp ý nghĩa. Chắc chắn là mình sẽ tham gia nếu có cơ hội. Từng có ồn ào, anh dùng từ ngữ không hay nói về Piu Piu, vậy sự thật này là như thế nào? Trong một lần live stream, trước những bình luận tiêu cực của người xem, mình đã thiếu kiểm soát và mất bình tĩnh, nhắc về anh Piu với một số lời lẽ không hay. Sau đó, mình đã công khai xin lỗi. Hiện tại, mình với anh Piu có mối quan hệ rất tốt. Cách đây không lâu, thì anh Piu ra Hà Nội còn ghé qua chỗ mình ở. Nói chung, cũng là một kinh nghiệm quý báu để mình tự nhắc nhở bản thân về sự bình tĩnh. Những streamer như Piu Piu hay Mithy Huy Cùng đều đang có những bước dẫn vào showbiz khi tham gia vào nhiều chương trình truyền hình, game show. Vậy Quang có ý định không và suy nghĩ của bạn về điều này như thế nào? Tham gia vào các game show, chương trình truyền hình thì mình nghĩ một cơ hội tốt để thể hiện cá tính, bản sắc của mỗi người. Nhưng ngoài những lúc tương tác trên live stream, nếu có cơ hội thì chắc chắn mình sẽ tham gia. Liệu làm streamer có là công việc mang lại cuộc sống ổn định và theo bạn đến suốt cuộc đời hay không? Mình nghĩ không ai biết trước được cuộc đời sẽ thay đổi như thế nào. Cái quan trọng là mình được làm những gì mình thật sự muốn. Đến thời điểm hiện tại, streamer không chỉ mang lại cho mình một cuộc sống tốt mà còn đem đến cho mình rất nhiều điều quý giá. Mình sẽ tiếp tục theo đuổi con đường này đến khi không thể nào tiếp tục được nữa mới thôi. Khi đã nhiều tuổi, bạn vẫn có thể streamer tiếp. Hiện tại, có vẻ như cuộc sống của bạn đã trở nên sang chảnh hơn khi bạn vừa tậu xe hơi, làm streamer có giàu đến mức đấy. Theo mình thì xe hơi hay xe máy đều là phương tiện đi lại, bản thân có nhu cầu thì cố gắng để đạt được thôi. Rất nhiều streamer khác còn mua xe đắt tiền hơn hoặc có nhiều tài sản giá trị hơn, mọi thứ đều đánh đổi bằng hàng chục nghìn giờ lao động chứ không phải cứ làm streamer là giàu có. Nhiều bạn trẻ hiện tại muốn theo đuổi nghề streamer, bạn có lời khuyên hay chia sẻ gì về ý định này? 2 năm trở lại đây, streamer đã thật sự có những bước tiến phát triển. Nếu thực sự bạn muốn theo đuổi nghề này, trước hết bạn phải hiểu rõ yêu cầu của nghề. Về thiết bị, bạn phải chuẩn bị được những chiếc máy móc tối thiểu để live stream, phải suy nghĩ về hình ảnh của mình, định hướng bản thân về con đường phát triển. Ngoài giờ streamer thì phải tương tác và giao lưu với người hâm mộ, tạo ra những hoạt động để giữ chân người xem. Nếu như về đầu thì bạn khó khăn có thể gia nhập các đơn vị quản lý để được hỗ trợ, giống như Quang song hành cùng với Boss Studio, nhưng vế thứ hai thì hoàn toàn là do bản thân bạn. Sắp tới, Quang Cuốn có những dự định gì cho sự nghiệp của mình? Trước mắt, mình vẫn sẽ tập trung cho công việc stream, đầu tư và trau chuốt hơn cho mỗi sản phẩm giải trí, viral clip, hy vọng mỗi ngày sẽ được giao lưu và tương tác với nhiều khán giả hơn nữa. Quang có thể chia sẻ một chút về tình cảm không? Vì ít người biết về thông tin này của bạn. Hiện tại, mình vẫn đang độc thân, cũng chưa biết bao giờ mới có người yêu nữa. Nếu có người yêu và người ấy yêu cầu bạn dừng chơi game, bạn sẽ phản ứng thế nào? Liệu rằng nếu sau này có gia đình, bạn có theo nghề streamer hay không?
Chơi game là một phần công việc của mình. Nếu là người yêu thì mình chắc chắn phải hiểu và thông cảm mình ở điểm này. Mình sẽ cố gắng cân bằng giữa công việc và các mối quan hệ. Kể cả có gia đình thì mình vẫn làm streamer chứ. Anh Độ Maxi cũng là một hình ảnh streamer có gia đình và con nhỏ mà vẫn rất nhiệt tình với nghề streamer mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.